Quý vị, dancebot hay còn được gọi với cái tên là khiêu vũ thể thao đối với Lâm Đồng những năm trước đây. Người luyện tập bộ môn này đều ở độ tuổi thanh niên, trung niên. Bởi lại với trẻ em, dancebot là môn thể thao còn khá mới mẻ. Nhưng giữa những chập chững của buổi ban đầu ấy, có một lớp học có sức hút kỳ lạ, chinh phục được các học viên say mê tham gia vì sự chuẩn mực và vẻ đẹp của môn thể thao này. Một buổi sáng cuối tuần, tìm đến lớp học khiêu vũ thể thao của nhà thiếu nhi Lâm Đồng mới thấy vẻ duyên dáng trong từng bước lướt chân trên sàn của các bé. Buổi học kéo dài khoảng 90 phút, hầu như ai cũng hăng say tập luyện, từ động tác dễ đến khó. Có những em mới chỉ khoảng 10 đến 11 tuổi, nhưng động tác nhảy khá thành thạo. Khi mới vào thì con cảm thấy mình gặp khó khăn với những động tác là chuyển trục trước, chuyển trục sau, lắc không ngang, lắc không số 8 rồi đứng ngang. Nhưng mà sau bao nhiêu tháng được thầy cô hướng dẫn thì con đã được suôn sẻ với những động tác đó. Bây giờ là cái sở trường của con là lắc không ngang, lắc không số 8 và đứng ngang. Lứa tuổi thiếu nhi có điểm thuận lợi là cơ thể mềm dẻo, năng động. Bắt đầu từ khoảng 6 tuổi, các em có thể làm quen với dancebot. Rất nhiều động tác khó ở bộ môn khiêu vũ thể thao, nhưng cơ thể ở độ tuổi thiếu nhi lại dễ dàng thích nghi. Có những trường hợp nhanh nhẹn, dù chỉ mới qua quá trình rèn luyện theo học 2 năm, nhưng đã trở thành những hạt nhân tài năng cho bộ môn khiêu vũ thể thao sau này. Em rất thích môn này vì nó có thể giúp em dẻo dai, tăng thêm thể lực. Từ bây giờ em rất tự tin khi có đám đông. Bây giờ mở nhạc lên em có thể nhảy khiêu vũ bất cứ nơi nào. Hai bé chị thấy nó năng động hơn, trong việc tay chân của nó cũng mạnh dạn hơn là so với các môn khác, nên hai bé chị thấy cũng học nó rất là thích. Cùng lớp khiêu vũ thể thao với con gái chị Ngô Thị Mười, tại lớp học dancebot của nhà thiếu nhi có hơn 40 trẻ từ 6 đến 12 tuổi, chia làm 3 lớp khác nhau. Theo học tại đây, các em được huấn luyện viên hướng dẫn tỉ mỉ những động tác của nhiều điệu nhảy khác nhau. Khác hẳn với việc dạy học viên trưởng thành, dạy dancebot cho trẻ em đòi hỏi huấn luyện viên phải kiên trì, thân thiết với trẻ. Theo lời anh Vũ Trọng Sự, giáo viên tại đây là vừa dạy vừa dỗ. Cái lứa tuổi thiếu nhi ấy, thì cái này mình mới vừa dạy được hơn 1 năm. Thì về cái dancebot này nó rất là khó, mà mấy những bé mới cũng có những bé thì tiến bộ rất là tốt, những bé thì hơi nhỏ nhưng mà cũng cố gắng là khắc phục mọi thứ để cho các bé được thành công. Không dừng lại ở hướng dẫn và tập luyện để không làm mai một tài năng, nhà thiếu nhi đã tổ chức nhiều chương trình để các bạn học viên nhí biểu diễn thỏa niềm đam mê. Dưới bước chân của các vận động viên nhí, các giai điệu rumba, cha cha cha, tango v.v. vang lên, những bước xoắn, vặn, lướt, động tác hay của các bé thật uyển chuyển, đẹp đẽ nhưng vẫn đầy sự dẻo dai và sức mạnh. Thần thái các em không khác gì những vận động viên chuyên nghiệp thực thụ. Năm 2017 này thì Hội đồng đội Trung ương trong cái chương trình hoạt động dành cho hệ thống các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam thì cũng tổ chức một cái giải đấu với quy mô toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 7 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Những cái giải đấu lớn như vậy là một cái môi trường để cho các em tập được học hỏi và qua đó cũng tiếp tục hình ảnh cũng như chất lượng hoạt động của bộ môn dancebot tại nhà thiếu nhi Lâm Đồng. Tin tưởng rằng cùng với những dự định của nhà thiếu nhi trong tương lai, dancebot sẽ trở thành một trong những bộ môn thể thao chính thức trong hệ thống các môn thể thao thành tích cao của tỉnh nhà, để bộ môn này có thể phát triển mạnh mẽ, để những đam mê không chỉ dừng ở phạm vi lớp học mà còn được tỏa sáng trên đấu trường quốc gia. Bước cùng những vũ công nhí, phong trào thể thao khiêu vũ thành phố Đà Lạt đầy hứa hẹn sẽ tạo nên một lứa vận động viên đầy tài năng, hòa chung với phong trào tập luyện dancebot đầy sôi nổi trên sàn khiêu vũ thể thao Việt Nam. Được phép nhập khẩu là 50.051 tá, tương đương với khoảng hơn 600.000 quả trứng. Theo Cục Chăn nuôi, với số lượng hơn 600.000 quả không phải là con số lớn. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều, đều sẽ ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh giá trứng đang ở mức rất thấp.